Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Các bạn hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh theo dõi để ủng hộ cho admin nha các bạn. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Trở thành vua gánh xiếc và được nhiều người yêu mến, nhưng cuộc đời của Lentin không hề dễ dàng gì. Ông đã phải vượt lên rất nhiều nỗi đau vì chiếc chân thứ ba của mình. Những trường hợp sinh ra đã có dị tật không phải là hiếm trên thế giới. Nhưng với hình hài có ba chân này, Lentin đã phải cố gắng gấp nhiều lần hơn người bình thường. Biến những điều khác biệt trở thành điểm mạnh, Lentin đã vượt lên số phận để trở thành ngôi sao giải trí. Nhưng cuộc đời lại không dễ dàng với ông như vậy. Francesco Frenlentin được sinh ra trong khoảng cuối thế kỷ 19 tại Ý. Gia đình ông có tới 12 đứa con nên cuộc sống của họ không dư dả gì. Chưa kể khi được sinh ra, cậu Lentin lại có thêm một cái chân khác mọc ra từ hông phải, còn bàn chân thứ tư thì mọc ra từ đầu gối của chiếc chân này. Dù bị coi đó là dị tật, nhưng Lentin lại biến cơ thể mình thành cơ hội để giáo dục và mang đến tiếng cười cho người khác. Tình trạng của Lentin thực ra là do hiện tượng sinh đôi ký sinh. Khi đang còn là thai nhi, cơ thể ông đã nhận một phần của người anh em song sinh kia. Chính vì vậy mà bên trong người của Lentin có một cột sống, nhưng phần xương chậu và bộ phận sinh dục chân mọc riêng. Chiếc chân phụ dài khoảng 91cm mọc từ phía bên phải và có thêm một bàn chân gắn vào đầu gối. Hai chân còn lại thì dài khoảng 96cm đến 99cm. Tổng cộng Lentin có 16 ngón chân và 2 cụa quý. Đến tuổi trưởng thành, Lentin có kích thước trung bình và trọng lượng cơ thể khoảng 79kg. Trong đó, 11-13kg được cho là thuộc về cái chân thứ ba. Ông phải ăn nhiều hơn 15% so với những người đàn ông khác bởi phải nuôi thêm chiếc chân phụ. Vì cơ thể mang dị tật nên Lentin bị bố mẹ từ chối nuôi và gửi cho một người họ hàng trong hộ để tránh những điều đàm tiếu của thiên hạ. Nhưng sau đó, ông đã được gửi đến một trại tế bần chuyên dành cho các trẻ em khuyết tật. Tại đây, Lentin được gặp gỡ những đứa trẻ bị điếc, mù và tàn tật nặng hơn mình nhưng vẫn chấp nhận tình trạng mà không kêu ca. Điều này đã khiến cho ông quyết định đối diện với cuộc sống và học cách kiểm soát chiếc chân thứ ba để làm vật hỗ trợ khi mình chạy, nhảy, đạp xe hoặc là bơi lội. Lên 9 tuổi, Lentin đến Mỹ để xin được biểu diễn ở các chương trình tạp kỹ. Chỉ một năm sau đó, ông trở thành một trong những người trình diễn hàng đầu của Ringling Brothers, lừng danh hay người ta còn ưu ái gọi ông là vua gánh xiếc. Ông được công chúng gọi là Lentin vĩ đại hay là cầu thủ ba chân. Ông cũng không hề ngại ngần với việc mình có hai dương vật mà còn xuất bản sách để nói về điều này, bao gồm thói quen vệ sinh, chuyện phòng the và sinh sản. Thực chất lúc nhỏ, ông đã coi thường bản thân và rất xấu hổ vì có ba chân. Ông không thể chơi thể thao hay làm những việc mà bạn bè cùng trang lứa hay làm. Lentin học thuần thục tiếng Anh và được nhập tịch Mỹ ở tuổi 30 sau nhiều năm lưu diễn trên đất Mỹ. Nhờ vào khả năng diễn xuất của mình, ông đã thu về một khối gia tài khá đồ sộ và gây dựng được tên tuổi danh tiếng ở khắp châu lục. Dù có đôi chút khác biệt, nhưng Lentin vẫn tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Ông kết hôn với người phụ nữ tên là Trisha Murray và cả hai có với nhau tới 4 đứa con là Josephine, Natalie, Fran và James. Đáng tiếc là dù gia đình đông vui và đủ đầy, cả hai vẫn ly hôn bởi những mâu thuẫn trong cuộc sống. Nhiều lời đồn đại cho biết bà Trisha không chịu được áp lực bởi nhiều người soi mói phán xét tình yêu và gia đình này. Chuyện ly hôn này vẫn không ảnh hưởng đến chuyện ông tìm được một người bạn gái khác tên là Helen Shrub. Có một sự nghiệp thành công, Lentin cũng hưởng trọn vẹn hạnh phúc với người bạn gái Helen Shrub đến tận những ngày cuối đời. Vào một ngày tháng 6 năm 1966, ông nhập viện tại thành phố Jackson, bang Tennessee và qua đời ở tuổi 77 vì bị suy phổi. Đây cũng là tuổi thọ cao nhất mà bất cứ ai mang dị tật như ông có thể đạt được. Ông để lại tiếc nuối cho nhiều người về một dị nhân ba chân luôn mang đến niềm vui cho trẻ em, cho khán giả, dù cuộc đời phía sau của ông có bi ai như thế nào. Câu chuyện về Lentin cho chúng ta thấy rằng,
con người có thể mạnh mẽ tới cỡ nào, dù sinh ra trong hoàn cảnh và cơ thể khác biệt, nhưng chỉ cần biết đối diện và dũng cảm đương đầu, biết đến khó thành dễ thì sẽ vượt qua được tất cả.